để ngăn cản đội thí nghiệm. Cướp đi thánh nhiệt khẩu vách ông khổng lồ, tộc châm cái cổ đã kiệu hồi bầy ông linh thiên. Bầy ông chết chốt cùng cuộn nạp đến. Từ đó không còn ai bước chân vào hòn đảo, được gọi là hòn đảo chết chóc. Ở đây, bên này, bên này, qua đây, và ở đây. Nghe nói hậu phách ông khổng lồ có năng lực chết chóc là triệu hồi bầy ông. Nực cười, ông mà cũng giết được người ư? Cuộc xâm lược của ông sát thủ. Đội thí nghiệm bị sinh vật không xác định tấn công, phải lên đảo trước khi trời tối, tìm kiếm như giải cứu những nhà khoa học sống sót. Tất cả mọi người dốc toàn lực tìm kiếm hổ vách ông khổng lồ N17. Sao thế? Đi qua khu rừng này sẽ là phòng thí nghiệm. Mọi người tự cẩn thận đấy. Này, tiếp theo chúng ta trốn đi đâu? Sức, đừng cất tiếng. Được. Sao thế em yêu? Tất cả phòng bị.
Chốt cuộc là thứ gì vậy? Tôi không muốn cứ thế mà chết ở đây đâu. Cậu đàn ông linh trí được không? Chắc là đội cứu hộ đang trên đường rồi. Cái thứ tấn công chúng ta, có còn nhớ truyền thuyết xa xưa không? Kinh bị. Cậu phải tin tưởng mong muốn ban đầu khi chúng ta làm E-17. Trong trứng bom E-17 đúng là có chứa nhiễm sắc thể có thể chiết xuất được. Nhiễm sắc thể số 28 mang gen sinh tồn mạnh mẽ, nhưng không thể phân biệt được thành phần kịch độc của nó. Bắt đầu kế hoạch của chúng ta, Gelcon được đã kết hợp hoàn hảo với trình tự E-17. Như chúng ta đã biết, gen sự sống trong E-17 là thứ có thể tạo phúc cho nhân loại. Miếng hổ phách tông khổng lồ này đúng là có dấu hiệu của sự sống. Đúng là không tin nổi. Nếu chúng ta nghiên cứu ra đây để kéo dài tuổi thọ thì phát tài rồi. Phát tài rồi, phát tài rồi. Phát tài rồi. Chuyện gì vậy?
Mia. Mia. Lũ đạn, tôi đến đây. Áp sát. Lương Thiên điểm hộ, trúc. Đội trưởng, nhiều thi thể như vậy, chúng ta không lấy được tiền nữa rồi. Đúng đó. Chúng tôi không làm chuyện không kiếm được tiền. Muốn kiếm tiền thì đi theo, không dám đi thì cút. Người ở lại chúng tôi còn chia nhau thêm được một chút. Đừng quên, M17 mới là tiền thưởng đáng giá nhất. Các cậu cũng không muốn uổng công đến một tiếng chứ. Hành động. Nơi này đúng là địa ngục. Nếu chúng ta có thể trở về thì em lấy anh nhé. Lấy được tiền rồi hãy nói. Nhận phong, tìm kiếm xung quanh. Cha xong, phòng thí nghiệm. Ai đó? Tôi là người của đội cứu hộ. Anh là người của đội cứu hộ. Chỉ có mình anh sao? Tiến sĩ Đường Lăng Phi. Bình tĩnh, điềm đạm, kiêu ngạo. Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Tôi là đội trưởng đội bảo an được tập đoàn Bung Lôi cử đến giải cứu các người. Tần Thiên. Chào đội trưởng, tôi là Lai Vũ. Cuối cùng anh cũng tới. Tiến sĩ Lai Vũ. Chào cậu. Cô ấy mới là mục tiêu tôi phải cứu. Đi theo tôi. Có người. H
Hồng đảo chết chút. Lên tiếng đi. Bình tĩnh. Là tiến sĩ Thạch Mộc. Đội trưởng, phát hiện một người còn sống. Tiến sĩ Thạch Mộc. Ông còn sống thật là tốt quá. Phòng thí nghiệm vô trùng E17. Lê Dũng, chúng ta còn mấy bộ đồ chống hóa chứ? Hai bộ. Chúng ta tự có. Kiệt, có xe. Là Vũ. Chuột bạch vẫn còn sống. Chắc hẳn không khí trong này an toàn. Tiêu thật rồi. Cái gì tiêu rồi? E17 đâu? Trong trình tự 28 được chiết xuất từ E17. Có 5 trình tự bị đứt. Trong đó có một nhóm là chiếu trình tự hoàn chỉnh. Chúng ta sẽ kết hợp 5 nhóm nhiễm sắc thể gen này với gen bông sống của ông thợ khác nhau. Trong đó một nhóm nhiễm sắc thể ông có trạng thái sức sống khá ổn định, đồng thời còn có sức tấn công và độc tính cực mạnh. Trong bình hàng nhiệt của ông có một bầy ong độc chuyển biến gây mang độc tính rất mạnh. Tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được thuốc giải loại độc ong này. Nếu bị đốt, con người sẽ mất mạng trong vòng 2 tiếng. Khả năng sinh sản của chúng rất mạnh. Nếu ông độc mở rộng từ đảo lên tới đất liền thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bầy ong độc này. Tôi hỏi cô em 17 đâu? Em 17 biến mất rồi. Cô chắc chắn em 17 được đặt ở đây. Đội chủ thần, có lẽ anh không hiểu rõ. Nếu chúng ta không tìm được ong độc, cô bình tĩnh đi. Nói tôi biết trước đã. Thứ tấn công hai người rốt cuộc là gì? Tôi cũng không biết. Thì mới có thể sống sót. Ông ấy là chuyên gia dược học. Nếu tìm được ông ấy có lẽ có thể tìm ra cách tiêu diệt ông độc. Bây giờ chúng ta phải đi cứu người. Trước mắt tìm thấy E17 mới là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta không chậm trễ được. Đội trưởng, giáo sư Lai là mục tiêu quan trọng của chúng ta, có giá trị cao nhất. Chúng ta không thể không đi. Được. Cứu Lai, tìm ra E17. Nhưng về ông độc thì tôi nhắc nhở cô lần nữa, đừng lãng phí thời gian của chúng tôi. Tìm ra Lai,
đội thí nghiệm chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tiêu diệt ông độc. Không được. Ở ngay bên này, tín hiệu ở bên trái chúng ta. Đi con đường núi bên này. Nhận phong. Phía trước hết đường rồi, xuống xe. Đội trưởng, anh nhìn này. Nơi này có dấu vết của sinh vật không xác định. Mọi người đề cao cảnh giác. Ông là động vật hằng nhiệt. Trên người chúng tôi luôn mang theo chất làm mát. Đeo nó có lẽ sẽ có tác dụng. Đi tiếp đi. Là ở đây. Chờ đã. Mọi người báo xem này. Đây là totem của người chăm ta. Đồng đội của tôi từng gửi về một sắc totem như thế này. Sau khi nghiên cứu, người chăm sẽ lợi dụng ông để thực hiện hành động phá hủy mặt trời. Lời dự đoán về hòn đảo chết chóc không sai. Tất cả những người lên đảo đều phải chịu trừng phạt. Điên đủ chưa? Chúng tôi không có thời gian. Người chăm sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chết nhiều người như vậy đã làm ứng nghiệm rồi. Nếu giờ nó ứng nghiệm tôi sẽ tin. Còn nói nhăm nói cùi nữa, ông đây trông anh đạn đấy. Ta đi chuẩn bị cơm trong ngày ngay. Chào xong, giết tôi đi. Giết tôi đi, lộn giết tôi đi. Anh ta có bị ông độc đốt không? Có. Đại khái là lúc nào? 2 tiếng trước. Làm ơn giết tôi đi. Giết tôi đi làm ơn. Giết tôi đi. Anh làm gì đó? Tôi đang giúp anh ta. Bây giờ các anh tin thôi rồi chứ. Tiêu diệt ông độc quan trọng như thế nào? Đây không phải ông độc gì hết. Tiến sĩ Thạch Mộc. Lạc cập đó. Chuyện xảy ra hôm nay không cách nào giải thích. Trong di tích văn minh thời kỳ đầu của Ấn Độ và Hy Lạp cổ đã phát hiện totem của ông. Ông biểu tượng cho việc chấp nhận linh hồn, hay nói cách khác chính là trừng phạt của thần địa ngục. Gia đình Trâm Diễm luôn coi thần địa ngục là vị thần chính để sùng bái. Chúng ta cướp E-17 đi là sự khinh nhầm lớn nhất đối với thần địa ngục. Nhưng đừng nên nói.
Nền văn hóa châm trước giờ đều bị cho là truyền thuyết giả mà thôi, không có ai có thể chứng minh chính xác. Cậu không thấy gì à? Những nét chữ châm cổ trên trường đá này, thêm cả vụ tấn công bất ngờ của chúng ta, tộc châm không quả thật có tồn tại. Tiến sĩ Thạch Mộc, đó giờ tôi chưa bao giờ tin mấy truyền thuyết giới dẫn này. Tôi chỉ biết bây giờ tôi có một người đồng đội vừa mới chết. Mong ông đừng có dùng mấy thứ giới dẫn điên cùng này để giải thích nguyên nhân cái chết của cậu ấy được không ạ? Cứu tôi với! Hình như là giáo sư La. Việc lớn đến rồi, đi theo cả đi. Ai đó? Là tôi, đây. Cảm ơn trời đất. La, đi mau. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đội trưởng, đây là thứ quỷ gì thế? Dạ xong, chú ý yểm hộ. Tôi đến đây. Người châm mới đinh chính xuất hiện rồi. Ông Độc, cả bầy ông Độc, tiến sĩ Thịt Một, đi mau đi, mau đón lấy. Nhìn lên, chúng ta bị chắn rồi. Dùng chất làm mát. Dùng chất làm mát đi. Ông bay đi rồi. Kịp, kịp. Không kịp nữa đâu, bệ ông đến rồi. Cứu tôi với đội trưởng. Lựu đạn, lựu đạn. Đi đi. Chúng ta cần bổ sung thể lực. Đêm nay sẽ cắm trại ở đây. Tỷ nói vậy là không đúng rồi. Lương phiên canh gác. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Bây giờ chỉ còn lại vài người chúng ta, còn có thể chia nhau nhiều thêm chút. Sau khi trở về, vẫn chia tiền nhiêu cũ cho người nhà họ. Mau đi. Cảm ơn. Giáo sư Lan,
Sao ông lại ở đây? Tôi bị giáo quan đuổi tới nơi này, không ngờ xém tí thì mất mạng. Đội trưởng, anh bị thương rồi, không nghiêm trọng. Anh bị thương rồi kìa. Không sao. Cho tôi xem nào. Tôi băng bó giúp anh nhé. Được rồi. Cảm ơn cô. Người nên nói cảm ơn phải là tôi mới đúng. Làm sao? Không ngờ đội trưởng Tần còn có lúc đáng yêu như vậy. Đây là con gái tôi. Vậy con bé chắc chắn là một bé gái vô cùng đáng yêu. Nó bị bệnh rất nặng, tôi cần tiền để cứu nó. Con bé là món quà đáng quý nhất mà cuộc đời vô vị này ban tặng cho tôi. Vậy giờ anh đâu? Anh làm nhiều chuyện nguy hiểm như vậy mà không nghĩ đến cảm nhận của cô ấy sao? Cô ấy chết rồi. Xin lỗi nhé. Trên thế giới này có rất nhiều lúc chúng ta đều lực bất tòng tâm. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bảo vệ tốt người bên cạnh tôi. Người chăm xông vào hang đá, đốt bầy ong khổng lồ, sau đó một lượng lớn ong khổng lồ tấn công chúng ta. Người bị tấn công chẳng qua mấy ngày sẽ dần thối rữa mà chết. Vậy nên người dân tôi cho rằng đây là sự trừng phạt của thần linh. Thầy tế của chăm phùi xuống cúi đầu xưng thần trước thần địa ngục. Thần địa ngục dẫn dắt ông siêu độ vong hồn của thầy tế. Thầy tế chăm nằm trong quan tài. Thần địa ngục đặt khẩu pháp ông trên đầu thầy tế chăm đang. Ta nghĩ thần kỳ quá. Đội trưởng, vừa rồi tôi đánh chết một con lạc đàn. Tôi ở đây giúp lão Dương. Cậu muốn làm gì? Có giỏi hơn nữa thì giờ nó cũng không thể bật dậy cắn tôi được. Tôi xem tô tem trên lối đi thì phát hiện loại chó này gọi là chó đen, là chó người dâm núi. Trong thần thoại chăm nó cũng là sứ giả của ông. Nghe nói là bất tử. Bất tử? Vậy con vừa rồi tôi đánh chết là gì?
Chờ đã, vừa rồi khi ông xuất hiện, hình như con chó đen này không sợ. Trong cơ thể chó có vật chất đặc biệt, Lai Vũ thu thập vật tư. Đi đi, đồ nhát gan này, đi đi. Đội trưởng, chúng ta đi đi, đem theo mấy tên nhà khoa học này là đủ tiền rồi. Em đi hòa, rủi ro càng lớn thì lợi tắc càng nhiều. Cậu nói đúng không đội trưởng? Nhận Phong, cậu nghĩ sao? Tôi nghe anh. Muốn đi thì các anh đi đi. Một tên nhát chết, một người phụ nữ và hai ông già, mấy người tưởng mình có thể giải cứu cả thế giới thật đấy à? Tôi đã trải qua một đêm chật vật. Giờ đây tôi thật sự rất sợ. Tôi cũng muốn trở về sớm. La, sao ông có thể nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy được? Vậy là đúng rồi. Chủ bài của chúng ta bằng lòng đi theo chúng tôi. Cô nói gì đó, cô cút đi cho tôi, đi lặng đi. Không lấy được N17 thì đừng hòng rời khỏi đây. Tất cả đi ngủ. Đi ngủ. Bây giờ chỉ cần mang thứ này trở về là mình chắc chắn sẽ giàu to. Là, đứng yên đó đừng nhúc nhích. Bảy nhiên đội trưởng Trần Thiên đoán không sai. Theo tôi trở về ngay. Cậu đừng quên giá trị của tôi và hậu phát ông khổng lồ cao hơn nhiều so với bọn họ. Nhưng giá trị của ông khổng lồ thì cao hơn ông nhiều. Nành nước thì giết ông, rồi đem theo hộ pháp ông khổng lồ dạy linh rời khỏi khu rừng. Ê là cũng đủ để chúng tôi sống vui vẻ cả đời. Đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc. Đưa tôi rời khỏi đây. Thứ này sẽ là của cậu.
100 viên kim cương. Đúng là một lần bội thu. Là Vũ, là Vũ. Cậu xem này. Lẽ nào người chăm trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Không sai. Cho tôi với. Cảm ơn. Tại sao phải để cho xong đi theo giáo sư Lan? Thứ nhất, một mình này có thể chạy tới sơn động xa như thế vốn đã có vấn đề. Thứ hai, trong danh sách sống sót của phòng thí nghiệm chỉ mình ông ta không có mặt. Tất cả thiết bị camera đều bị hư hỏng. Lúc đó ông ta ở gần biển, rất có khả năng là muốn chạy trốn. Anh nghi ngờ E-17 ở trên người ông ta. Chờ lát nữa lãnh ta sẽ biết thôi. Đội trưởng, anh định dị cha xong. Anh không tin anh ấy sao? Cô tự xem đi. Có thể anh ấy chỉ theo lai tới bờ biển thôi. Mọi người đi theo. Chắc chắn cha sông muốn mang Lan rời khỏi đảo CD. Mau lên. Làm sao vậy? Chuyện gì thế? Động cơ hỏng rồi, chúng ta không đi được. Cậu dám dẫn mặt với tôi à? Tôi mà không rời khỏi đây được thì cậu cũng đừng hòng lấy được thù lao. Ông dám uy hiếp tôi? Còn không đi chúng sẽ đến đấy. Đừng giỡn trò gì nữa, cậu phải đưa tôi an toàn rời khỏi đây chứ. Mau đi khỏi nơi quán nghỉ này đi. Đưa đồ cho tôi trước đã. Để nhà nó. Là ông Độc. Chắc chắn là E-17 đã thu hút bọn chúng. Bang!
Vậy đi, chúng ta phải đi nhanh. Đứng dậy, chúng ta đi mau. Đi mau, đi mau đi. Đi nhanh lắm. Ông độc tới rồi. Dậy đi, dậy đi. Ở bên đó, mau theo tôi. Chia son Linh Na, đổi âm đạn. Chia son, chia son, chia son, chia son, chúng ta đi. Đừng lo cho anh, đi mau thôi. Giáo sư Lai, có ông độc. Chạy nhanh lên Linh Na, có ông độc phía xa cô. Kiên trì nhé. Chờ xong. Dạ xong. Đi đi. Dạ xong, dạ xong. Vậy đi anh, vậy đi. Vậy đi. Vậy đi nè. Vậy đi. Đi thôi. Đi. Đi mau đi. Không kịp nữa rồi. Không kịp nữa. Nếu chúng ta có thể trở về thì em lấy anh nhé. Không, đội trưởng, đội trưởng, đi mau đi, đội trưởng, đi đi, đi nhanh lên. M17 bị người chăm cướp đi rồi. Xin lỗi đội trưởng Tần, tôi đã hại chết hai đồng đội của cậu. Lan, chờ đến lúc rời khỏi hòn đảo này tôi sẽ tính sổ với ông. Tôi biết gần đây có một phòng thí nghiệm bỏ qua. Chúng ta tới đó nghỉ ngơi trước, bàn bạc bước hành động tiếp theo. Là nơi này.
Chữ viết ghi chép ở đây có vẻ như hoàn toàn trùng khớp với tôi đang mở đường hầm. Bây giờ chắc các người muốn nghe tôi nói. Vì văn hóa Chăm từ đường gì? Tộc Chăm là nhóm người đầu tiên lượng bọn họ sùng bái ông. Trong thần thoại Chăm có ghi chép rằng ông là người bảo vệ linh hồn. 70 năm trước có một nhóm nhà khoa học tới đây tìm kiếm ông khổng lồ trong truyền thuyết dùng để nghiên cứu gây sự sống. Người Chăm tôi cho rằng nhóm nhà khoa học đó là tội nhân làm thần linh nổi giận nên đã sát hại tất cả bọn họ. Thật là quan đường. Cái gọi là mê tín thần thoại kia lại khiến nhiều nhà khoa học thiệt mạng đến vậy. Có cách rồi. Có cách gì? Theo ghi chép của nhà khoa học Trung Quốc, có một loài thực vật tên là cỏ mục Mỹ là thiên địch của độc ông. Sau khi đốt cháy sẽ phát huy tối đa tác dụng của thuốc. Muốn tiêu diệt ông độc này chỉ có cách dùng cỏ mục Mỹ. Đường Lam Phi nói đúng. Loài ông độc này có thể khiến người ta mất mạng trong vòng 2 tiếng. Một khi chúng ta bị nhiễm thì càng khó tiêu diệt chúng. Đội trưởng Tần, hiện giờ các đồng đội của tôi đều đã gặp nạn, chỉ còn lại tôi và Nhẫn Phong. Cô muốn tôi làm thế nào? Không có gì. Mọi người nhìn này, đây chính là cỏ mục Mỹ. Loại cỏ mục Mỹ này chắc chắn nằm trong bộ lạc Chăm. Cỏ mục Mỹ là thiên địch của ông, vậy nên người Chăm càng chúng làm sát sinh nên mới bắt đầu phá bỏ dưới diện tích lớn. Nếu trong dạ dày con chó đêm này thực sự có cỏ mục Mỹ, vậy thì chó đêm có thể tìm ra, tức là loài thực vật này vẫn chưa tuyệt chủng. Tôi thấy muốn tìm ra cỏ mục Mỹ thì phải tìm được người Chăm trước. Nhưng chúng ta nên tìm bộ lạc Chăm như thế nào? Chuyện này tôi có cách, nhưng chắc chắn trên đường đi sẽ gặp phải rất nhiều chó đêm. Bây giờ tất cả nghe tôi chỉ huy. Thị lực của chó đêm vào ban ngày rất kém, chỉ có thể dựa vào khứu giác để nhận ra đối thủ. Chúng ta đi tìm một loại phấn hoa có mùi cực nồng, chế nó thành bom. Nhận Phong, cậu và tôi chuẩn bị dẫn dụ chó đêm. Đường Lăng Phi, Lai, Lai Vũ, ba người tùy cơ hành động, tất cả theo sát nhau, đừng để lạc bội. Ném lựu đạn. À, đã đến rồi.
giáo sư Lai. Nhất định bầy ông đã bị em 17 thu hút. Chúng ta đi theo bầy ông là sẽ tìm được tộc chăm. Xem ra những người chém bên này cũng bị ông độc tấn công. Là chúng ta lần nữa mang khẩu pháp ông khổng lồ tới thế giới này. Là chúng ta hại chết họ. Không còn sự khống chế của người chăm ba. Coi như đã qua được ải của chó đen. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cỏ một mỹ. Đây là tế đường mà thầy tế sống lại. Chắc hẳn cỏ một mỹ ở ngay gần đây. Mọi người nhìn kìa, hình như phía trên có một con đường. E17, ông khổng lồ biến mất rồi. E17 không còn quan trọng nữa. Nhưng tôi phải tiêu diệt khách ông độc. Nếu con gái tôi biết bố nó cứu cả thế giới, tôi sẽ trở thành niềm tự hào cả đời của nó. Tôi tin anh. Đội trưởng, mọi người mau đi đi. Sống cho thật tốt. Đi thôi. Đi. Đi nào. Dừng lại. Các cậu nhìn này, đây chính là cỏ một mỹ. Vậy chúng ta phải dụ ông đến như thế nào? Còn nhớ thiết bị cảm biến lên người ông được không? Bây giờ chúng ta về phòng nghiên cứu một chuyến, xem có thể sửa được thiết bị không. Nhưng cớ sao giờ đây muôn dân lại chịu đủ khổ cực? Tìm ra ông được là có thể thu hút lượng lớn ông độc tới đây. Đội trưởng Tần, anh phải phấn chấn lên. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Đi, đi thôi. Đi nào. Tới phòng lộc. Sao tự nhiên mất điện thế? Hình như máy phát điện có trục trặc rồi. Hệ thống điện ở đâu?
ở bên ngoài. Tiến sĩ Thạch Mộc, ông đi thôi, phục thiết bị điện đi. Được, tôi đi ngay đây. Lê Vũ, cậu đi tìm mã theo dõi 380. Đội trưởng Tần, anh đi tìm đồ chống quá chất và chất lần theo dấu vết. Đến đây đi, hãy để tôi chuộc tội cho người chăm ta. Tìm thấy rồi. Tìm thấy dấu vết rồi. Đi thôi. Tiến sĩ Thạch Mộc. 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 Ông đọc ở ngay phía trước. Anh không cần đi nữa. Cẩn thận chút. Ta, của Lương Đức. Nhìn tổ ông, đi mau lên. Tìm được nó rồi. Đến lúc nên kết thúc tất cả rồi. Đi thôi. Kiểm tra đi. Đi thôi. Đường Lăng Phi. Cẩn thận nhé. Đừng quên đằng theo máy theo dõi của cô. Được.
anh tính làm gì? Mở cửa ra. Cần Thiên, mở cửa ra. Vậy nên ngài tuyệt đối đừng làm lộ thân phận đấy, được không? Cần Thiên, tên khốn nạn kia, mở cửa ra. Cẩn thận nhé. Bên kia, đưa đây. Cậu có ý gì? Đội trưởng Cần Thiên, anh lên trước đi, tôi cần nhiều thời gian hơn mới có thể thu hút hết ông đội tới đây. Anh hãy nói với Tiểu Phi rằng tôi là một người đàn ông. Cậu nói nhảm nhí gì đấy, còn không mau lên đây cho tôi. Đừng qua đây, anh là một người bố. Con gái anh còn đang ở nhà chờ anh. Còn tôi chỉ một thân một mình, không có vướng bận gì. Nếu như thực sự có thiên đường, tôi muốn được gần tụ với mẹ tôi trên đó. Đưa tay cho tôi. Không kịp nữa đâu. Anh xem, tôi bị ông độc đốt rồi, không cứu được nữa. Đi mau đi. Lê Vũ, Lê Vũ, cậu qua đây. Lê Vũ, hãy tôi nói với Lâm Phi, tôi không hối hận chút nào. Cái lệnh Hồng Đảo này làm thí nghiệm với cô ấy, giao cho ngài do đấy. Là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Đi đi. Đi đi, Lê Vũ. Đi đi.
sắp tới cô có dự tính gì? Tôi muốn đi thăm cô con gái đáng yêu của anh.